kia kia anh Trinh kia 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 lò đây 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 lò đây lò đây lò đây kia 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 quay đây 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 rồi đây rồi đây rồi dính rồi dính rồi dính rồi mãi mới bắt được lò. Nhanh 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 vô nhanh. Ui 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 ui, kia kia nó đây rồi, nó đây rồi. Vô được nó rồi. Nasty. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Gió Đông Miền Quê của anh em chúng tôi nhé. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi kích cá. Cái ao này bơm cũng sắp cạn rồi. Chúng tôi xuống chúng tôi kích men men ở rìa. Xem có được nhiều cá không nhé. Các bạn chú ý đón theo. Từ từ thôi. Cái ao này 7 năm rồi chưa kích, chưa tát. Hôm nay vét cạn nên các bác ạ, kích xem có em nào không, chỉ quái nào không. Cái kia con kia nó nằm hở lườn lên kìa. Dô ta hả anh? Con gì đây? Được 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 con gì rồi các bác? Con chiếc này.
Mưa rồi, mưa xuống rồi. Vừa kích cá vừa mưa này. Đấy đấy, dù ta đấy. Đấy, dù ta. Bên kia là các ông đang quánh lưới kìa. Bên này anh em chúng tôi kích. Sao rồi anh ơi, được con nào chưa? Con gì đấy? Đấy. Con gì đấy? Đây anh em ơi, các anh ấy đã giăng lưới rồi, bắt đầu các anh ấy kéo vong một lượt cho xem thế nào, xem có dính cá to không. Bên kia thì anh Trịnh với anh Tú, hai anh vẫn đang miệt mài kích. Bạn nó xem mẻ lưới này, xem kéo có được nhiều cá không nhé. Cái ao này mấy năm rồi chưa thu hả anh? Bảy năm hả anh? Ô, em tưởng em lúc ấy em tưởng là bảy năm mới thu một lần. Thế ạ? Bao nhiêu anh em không làm gì được? Không bắt được nó à? Không bắt được con chim à? Được rồi, hôm nay để cho cụ đại hiệp ra tay cứu gì cũng bắt được. Anh kích từ sáng giờ chưa bắt được đấy. Khéo khéo. Chơi không ạ? Từ từ một tí là nó nổi lên cái là nó lên thở là ra đánh là được.
Đây đây. Phải đấy. Rất nhiều rồi. Còn số ca thôi. Đâu xem nào. Dô ta cả chạch. Ôi con chạch to thế. Em không lô. Đâu xem nào, cho các bạn xem nào. Ôi chưa các bạn. Đấy, chạch to thế. Chạch trứng ấy. Xem nào, phải quánh bằng được con chê mới được. Đâu mà có thùng nước. Anh ơi, đi đi lên trên đoạn kia đánh một cái đấy đi. Rồi, nước đến đây. Chưa vấp phải nó. Chưa nhìn thấy nó. Em nghĩ nó làm một đoạn kia kìa anh Trinh kìa. Không, lúc ấy ông Tuyết ông nhìn thấy Úc nó sợ làm đoạn kia kìa. Ừ. Kia kia anh Trinh. Kia. Lò đây đây đây, lò đây. Kia. Quay. Đây rồi. Dính rồi. Mãi mới bắt được lò. Nhanh vô nhanh. Ui, kia nó đây rồi, vô được nó rồi. Ui dồi ôi, anh em ơi, nhìn này. Ui, nó to không? Ui dồi ôi. Cho đây không, nó sỏng. Cho nó này, để nó chân lên trên này không quay. Rồi. Mười cân. Kinh thật. Con cá này các bạn này. À, anh gì? Ui. Đây, con cá này. Mày thế như anh em mình quánh được con cá này dã man quá nhỉ. Đây, anh em nhìn này, con cá kinh không? Con này nó to bằng người của Đại Hiệp. Đây, anh em chúng tôi đi tiếp xem còn con nào nhá. Đây rồi. Con đấy con gì? Tuyệt vời đấy anh ạ. Thank you.
Ui lạnh thế. Ui con cái nó bùng lo luôn. Đó. Không em ấy rồi, em chụp ấy rồi. Nhìn ở trong cái ngách đá xem có chê nó giúp à. Ôi anh ơi, con cá sô hộp to quá anh ơi. Anh ơi, con cá sô hộp to quá này. Anh để em bắt tay nhá. Đây các bạn ơi. Ôi. Lên đây, mày lên đây. Mày lên đây. Lên đây. Anh ấy lên mạng đằng này là nhiều này. Để cua đã hiệp bắt. Sộp hay chuối đều bắt hết. Bóp anh chết này. Ờ, là bóp đi. Các bạn biết bắt cá nha. Tôi biết chứ bắt cá, bắt chạy cũng được rồi. Bắt cá nhà này, không mà thấy này là... Vẫn làm kìa, là bắt đi. Trời chết. Đứng để cho nó thoát. Rồi. Cút bê về đi. Ôi giời anh. Ê, thành quả anh em chúng tôi kích được con cá chê to không? Bạn ơi, bạn ơi. Bạn không, đi đường rìa này này cho nó gần. Đỡ sâu. Không nó mà rơi một cái lại phải bắt đấy. Mọi người xem video thấy hay thú vị thì nhấn cho anh em tôi cái đăng ký, chia sẻ giúp anh em chúng mình nhé. Thôi không để mất thời gian của tất cả mọi người nữa, anh em chúng mình ngừng video ở đây. Chào tất cả mọi người nhé.